Xin chào tất cả các bác. Hôm nay đang chuẩn bị hàng cho khách, cái hàng đặc biệt này, hàng Lu Hoa này các bác này. Lu Hoa Huyết Long. Đây là cái vòng 18 ni của anh ở Hà Nội, anh Đức. Anh Đức ở Hà Nội. Thì nếu mà anh có xem được clip này thì cứ để lại tin comment đánh giá về sản phẩm hàng nhé. Đây này, Lu Hoa các bác nhìn này. Rất là đẹp, nu rất là nhiều nu. Hàng này là hàng hàng tuyển chọn gỗ lu của shop, thì cái gỗ này nó rất là ít vì số lượng sản xuất được có 20 cái thôi, có mấy cái vòng 18 ni, mấy cái vòng 15 ni, mấy cái vòng 14 ni, mấy cái vòng 16 ni, mấy cái vòng 20 ni, mỗi loại được có mấy cái thôi, không làm nhiều, không bán đại trà. Nên là nếu mà khách quen hoặc là khách yêu cầu chơi chơi hàng VIP như này, hàng đặc biệt như này thì mới mới bán cho khách, chứ còn mà bình thường thì tôi chỉ bán cái hàng thấu quang 100% thôi. Đó. Cái hàng này gỗ rất là ít nhá. Ví dụ mà các bác đặt mà không có hàng thì các bác phải cố gắng chờ đợi tìm hàng đẹp, còn không thì các bác cũng tôi cũng chịu vì cái gỗ này nó rất là ít. Giờ nó ít gỗ rồi, ít gỗ lu kín như này rồi. Lu rất là nhiều luôn. Đây là vòng 15 ni này. Anh Vương cũng ở Hà Nội luôn. 15 ni có 14 hạt. Đây dành cho anh Vương. Các bác nhìn lu nó rất là đẹp chưa? Rất là quái dị, không hạt nào giống hạt nào nhé. Hạt nào nó cũng khác nhau, lu nó khác nhau, vân khác nhau, không phải là hàng 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 nhân tạo mà là hàng tự nhiên 100%, gỗ tự nhiên mà, cho nên là vân rất là tự nhiên. Tí rồi sẽ test thấu quang cho các bác xem. Cái hàng này nhiều tinh dầu nhất từ trước đến nay, cái nô gỗ của tôi từ trước đến nay, cái hàng này nhiều tinh dầu nhất đấy. Rất là đẹp luôn. Hôm nay nó hơi bị ánh nắng, hơi bị sáng chút nhỉ. Tí tôi sẽ cố gắng test thử quang. Đây vòng 20 ni này các bác này. Vòng 20 ni này rất là to. Nu này. Hạt nào nu cũng đẹp luôn. Nó là hàng tuyển, hàng chọn rồi mà. Hàng thừa có shop rồi. Hàng này đeo một thời gian khoảng 5-6 tháng nó xuống màu lâu đỏ rất là đẹp. Xuống màu lâu đỏ. Giống cái hàng của tôi hôm nọ cho các bác xem đeo 5-6 tháng ấy. Rất là đẹp luôn. Đây vòng 18 ni thì có 13 hạt, vòng 20 ni có 12 hạt, vòng 15 ni có 14 hạt. Đây này, tôi đeo vào tay cho các bác xem này. Cho cao lên chút. Đó. Vừa một vòng tay luôn, vừa vặn. Chuẩn luôn. Người 6 70 cân, 80 cân, 75 cân. Còn 80 cân đeo vòng này, hoặc là bác nào thích to 70 cân cũng đeo được nhé. Bác nhá. 18 ni đấy, vòng 18 ni. Đây là vòng 20 ni này. Đây là vòng 20 ni. Rất là to và khủng bố cho bác nào mà tầm 90 cân hoặc là 80 cân mà thích đeo to đấy, đeo nó nổi bật đấy thì đeo loại này. Đây được có mấy cái vòng 20 ni thôi. Cái vòng 18 ni cũng hết rồi. Còn mỗi một vòng. Còn hai vòng. Đây là vòng 15 ni này, 15 ni cũng được qua của nó mấy vòng thôi. Đây. 14 ni thì còn mấy vòng đây. Cái này thì cũng nhanh hết thôi. Đặt tôi chuẩn bị hàng cho khách, tại vì là khách cũng đặt mấy đơn của tôi, bây giờ tôi đang chuẩn bị hàng thì chắc là cũng chỉ còn vài cái thôi. Tại vì là trong kia cũng khá là nhiều đơn tồn lại. Để bây giờ tôi mới chuẩn bị hàng, tôi giao được cho khách những cái đơn đơn hàng họ đặt trước mấy ngày, từ tuần nay rồi mới có hàng.
thì bây giờ phải làm, phải giao cho họ chứ làm sao nữa. Bây giờ thì khá là nhiều việc. Thôi bây giờ tôi sẽ test luôn nhé, không còn nhiều thời gian để nói chuyện với anh em nhiều nữa, cũng phải vào công việc thôi nhé. À, có một cái chuyện rất là hay như này, rất là buồn cười. Có cái anh khách anh ấy nhắn tin cho tôi, anh bảo là cái gì mà có lơi có xốp ấy, họ lại bảo là cái vòng này lại phải cái gì làm sạch năng lượng, xong là kích hoạt năng lượng gì đấy. Nhưng mà tôi nghe rất là buồn cười, không bao giờ có chuyện kích hoạt năng lượng đấy nhá. Mà họ khi mà mua vòng ấy, mình không biết như nào họ làm kiểu gì, trò phù phép gì mà họ bảo năng lượng có thể chữa được bệnh. Thực ra toàn họ toàn là nói rất là linh tinh. Cái chữa bệnh ấy, thực ra là cái tinh dầu của cái thằng này này mới là chữa bệnh này. Nó tinh dầu nó thơm và nó có cái tính năng đặc biệt thì người ta mới mới gọi, mới nói là chữa bệnh. Nhưng mà tôi chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh cái thằng huyết long này, tinh dầu này là chữa được bệnh nhá, chữa được bệnh gì đấy. Nhưng mà chưa có cơ sở nào, chỉ là tin đồn thôi các bạn. Tin đồn rồi người ta viết như thế để cho các bác thần thánh cái vòng này lên, chứ thực ra tôi bán từ trước đến giờ không bao giờ tôi dám thần thánh cái vòng gỗ này. Chỉ là gọi là về mặt là tín ngưỡng rồi tâm linh rồi thì phong thủy thì may mắn tài lộc, đeo cho nó thích, nó thời trang, nó đẹp thôi, chứ không bao giờ tôi thần thánh cái vòng này lên để mà bán giá cao cả. Trừ khi những cái hàng, những cái người nào mà shop nào nó cứ thần thánh hóa, nó cứ cho phù phép vào năng lượng cái con khỉ gì, năng lượng gì mà kích hoạt qua ảnh, xong nó cứ bảo 6 tháng 1 năm kích hoạt một lần. Nó bảo không cần phải chụp ảnh, à không cần phải gửi vòng về shop mà nó kích hoạt qua ảnh, các bác chụp lại cái ảnh của các bác mua cửa hàng nó, xong là nó kích hoạt cho qua ảnh. Tôi không thể tin được mà mọi người khách hàng cứ u mê, không thể tin được cái trò đấy. Nên là các bác làm cái gì ấy cũng đừng có mê tín quá. Mình mua cái vòng này nó thấy nó đẹp, nó hay hay thì mình mua về đeo, gọi là may mắn tài lộc thôi. Nó là một cái vật thời trang, hoặc là các bác có thể là tín ngưỡng lắm thì cũng chỉ là một cái đồ phong thủy gì đấy để cho các bác làm ăn nó thuận lợi, gặp đối tác thì mình cũng có cái vòng để mình khoe, rồi gặp bạn bè người thân rồi thì anh em mình có cái vòng nó thấy nó độc lạ, nó hay hay mình chơi vậy thôi. Chứ còn thực ra thì nó cũng là một cái loại gỗ rất là bình thường mọc ở trong rừng, nhưng mà nó có tính năng đặc biệt là thấu quang và nó có cái nu rất là đẹp, vân đẹp, thì mình mới lấy nó để mình làm thành cái vòng phong thủy. Chứ thực ra thì nó bình thường như cái đồ đá, đá trang sức rồi thì vàng trang sức. Các bác không đeo vàng thì các bác đeo vòng gỗ, không đeo đồng hồ thì các bác đeo vòng gỗ, thế thôi, nó cũng là một đồ trang sức rất là bình thường. Đấy, cho nên là anh em hết sức chú ý cái vấn đề tin tức linh tinh ấy nhá, ở trên mạng ấy. Thì có gì anh em cứ gọi điện hỏi, inbox để mình tư vấn cho, chứ mà cứ nghe linh tinh ở đâu thì tôi cũng chịu. Đấy, có anh ấy inbox cho mình, anh chụp ảnh lại hẳn hoi. Họ viết hẳn một bài viết là kích hoạt năng lượng gì đấy của cái vòng này. Hướng dẫn. Cũng chịu, chịu các thánh. Các thánh toàn toàn các thánh toàn dựng chuyện lên xong là mê hoặc người mua hàng. Anh em cứ suy nghĩ trước khi mà nhận một cái thông tin gì đấy trên mạng. Cứ người thật việc thật, hàng thật, mua thật là mình chơi, mình làm. Chứ còn mà cứ tin mấy cái thứ trên mạng làm cái gì, xong lại còn nhắn tin hỏi điện hỏi hỏi mình thì mình cũng trả lời, chỉ trả lời vậy thôi, chứ còn mà thực ra thì chả có cái gì cả nhá anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đi test tối qua đây các bác ơi. Đây này, tôi đang test thấu quang vào trong phòng rất là tối thì nó mới nhìn rõ như này. Thấu quang cái vòng 10 năm ly này của anh ở Đức ở Hà Nội này. Anh Vương chứ nhầm, anh Vương, anh Đức là vòng 18 ly. Đây này. Cái vòng này thực ra nó không phải là nó không thấu quang đâu, mà đây tôi sẽ cho các bác xem. Hạt này này, đó các bác nhìn chưa? Các bác cầm điện thoại lên các bác dọi vào tứ diện luôn. Đó, các bác nhìn chưa nhỉ?
Nó chỉ là nu nó nhiều, nó già gỗ, nó sẽ khô một chút phần nào đó tinh dầu đi. Nó không như thấu quang như cái hàng 100% kia đâu. Mà là có hạt nó sẽ thấu quang, có hạt nó sẽ khô tinh dầu đi và nó chỉ còn lượng tinh dầu. Và nó rất là nhiều lu cho nên là nó không thể cho ánh sáng đi qua được. Đây, ví dụ hạt này này, hạt này thì đỏ rực luôn này. Các bác nhìn này. Đó, hạt này thì các bác soi đỏ rực luôn. Ok chưa các bác? Lượng tinh dầu ở trong này chứa rất là nhiều nhá. Đó. Các bác xoay đi. Xoay hạt đi. Để cái hạt ở đây xong cho cái đèn lên. Thì mình nhìn rõ hơn là mình để từ cái đèn ở bên dưới. Đó, các bác nhìn rõ chưa nhỉ? Rất là đỏ, nó đỏ rực luôn. Ở bên ngoài nó đỏ rực cơ. Ở trong này nó đỏ hơi hồng hồng tại vì là nó cái video này nó kích màu lên hay sao ạ? Ngoài nó đỏ rực cơ, nó đỏ au vì vì cái gỗ này rất là già mà, già nên nó đỏ au như thế. Chứ còn mà hàng thân hàng cành nhá, nó đỏ nó hơi vàng vàng, nó vàng, nó không đỏ. Thế thì là tinh dầu lon, gỗ lon thì đeo vài hôm thì nó xuống màu, nó đen xì, nó không đẹp. Như cái thằng gỗ già, gỗ nu này, gỗ già, gỗ nu này nó xuống màu màu nâu đỏ rất là đẹp. Còn cái thằng thằng gỗ cành, gỗ lon, gỗ vân ấy, huyết long vân ấy là nó có vân sọc sọc ấy thì các bác nên nên lưu ý trước khi mua là đeo, ví dụ mình nó gắn bó với mình, cái vòng nó gắn bó với mình lâu dài mà. Cho nên là nếu mà mình chọn cái thằng đấy đeo vào một vài hôm nó xuống màu nó đen xì. 1 tháng, 2 tháng nó xuống màu đen xì lại phải vứt đi. Nhìn nó xấu lắm, không đẹp mà mấy khách phản ánh với tôi mua hàng trên mạng toàn phải gặp phải mua hàng vân mà nó lại bảo là huyết long Malaysia. Huyết long Malaysia cái gì, cái hàng đấy là huyết long Việt Nam, là thân cây, nó cứ gắn mác Malaysia và nó bán cho các bác giá cao. Chứ thực ra hàng đấy là hàng vân nhá, hàng thân cây ấy, hàng thân cây, hàng vân, hàng gỗ vân, nó có vân. Hôm nào tôi đã có mấy clip tôi cho các bác xem hàng thân, hàng vân rồi đấy. Bên tôi cũng làm hàng đấy nhưng mà hàng đấy thì thực ra nó không đẹp nên là tôi chỉ xuất sang Đài Loan, Trung Quốc thôi. Nó cái mối nó đặt thì tôi mới làm thôi chứ còn mà tôi không làm đại trà bán cái hàng đấy ở Việt Nam đâu. Tôi chỉ cho anh em chơi cái hàng nu, hàng độc này thôi. Thì anh em đeo vì nó có uy tín, làm nó phải có uy tín thì lần sau anh em lại tìm đến lại mua tiếp cho bạn bè rồi người thân, chứ không bao giờ tôi làm những cái hàng mà bán một lần đấy. Bán một lần xong là người ta không thích nữa, người ta không bao giờ quay lại. Đấy là như thế, là tôi là quan điểm của tôi là hàng chuẩn, hàng đẹp một lần anh em còn quay lại. Cái bán hàng có phải là mỗi bán một cái vòng là xong đâu. Còn còn cả tình cảm rồi thì uy tín ở trong đấy nữa, kinh doanh phải có uy tín mà. Cho nên là tôi rất là quan niệm là cái đấy. Đây là vòng 16 ni của anh Đức này. Vòng 18 ni chứ nhầm, vòng 18 ni của anh Đức. Đây. À, các bác nhìn này. 18 ni nó to hơn vòng 16 ni thì soi nó ở trên này nó sẽ dễ nhìn hơn. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Nó coi như nó đỏ rực luôn từ khắp mặt luôn. Khắp các mặt, chỗ nào nó cũng có tinh dầu. Các bác soi đúng cái chỗ ánh sáng này thì nó rất là đỏ, nó đỏ hồng luôn. Bác xoay đi nhìn là thấy mà. Đây này, các bác nhìn này, nó tinh dầu nó phải được 70 đến 80%. Có hạt 70 đến 80%, có hạt 100%. Đây, nhìn này các bác nhìn này. Đó. Nó nu quá nhiều cho nên là nó không cho cái thằng ánh sáng này đi qua mạnh. Như cái thằng bám ít nu, cái thằng bám ít nu chun sụn ấy thì nó nhiều dầu hơn là cái thằng nu này, tại vì là nó cho ánh sáng qua mạnh thì nó mới ánh sáng nó mới qua được. Những cái thằng nu nhiều như này thì ánh sáng không thể xuyên thấu. Đây là những cái thằng vân chỗ đen đen này, ánh sáng không thể qua được vì đấy là cái mắt nu mà. Đây này, tinh dầu nó được 70 đến 80% cái hạt. Nói chung hạt nào nó cũng đỏ. Đó, các bác nhìn chưa? Các để ý nhá, hàng này là hàng siêu đặc biệt luôn, vừa nu lại vừa đỏ rực, vừa tinh dầu, chơi được cả vân cả tinh dầu, rất là thơm.
thì giá của cái thằng này thì nó cũng sẽ cao hơn với giá mức ở thị trường. Tôi thấy hàng có hàng lưu nhưng mà nó lại không thấu quang đẹp như này đâu các bạn. Nó hàng lưu nó là hàng khô tinh dầu, và cái hàng đấy thì giá mua vào nó sẽ rẻ hơn, nguyên liệu nó sẽ rẻ hơn cái hàng có tinh dầu này. Thì các bác để ý phân biệt giữa hai loại nhá, nó có rất là nhiều loại nu nu gai, nu chun sụn, nu vân, nu nu chun sụn đấy là nó có vân đấy chứ nó không có mắt nu đấy các bác để ý. Rồi thì nu không có tinh dầu nó rất là đẹp, nu mắt rất là đẹp nhưng mà không có tinh dầu, rất ít mùi thơm đó. Rồi, xin chào các bác nha. Hẹn gặp lại các bác ở những cái clip sau. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Mộc Hương Shop, cũng như là like clip, share clip cho bạn bè nếu mà các bác muốn giới thiệu. Thì Mộc Hương Shop rất là cảm ơn. Chỉ mất ít thời gian mấy giây thôi để like cũng như là đăng ký kênh cho tôi. Thì Mộc Hương Shop rất là cảm ơn các bác. Rồi, xin chào các bác nha.